Hồ Điệp Thơm chắc chắn sẽ nằm trong phần 4 của Kỳ Hoa Dị Thảo trong chuyến đi Lâm Đồng. Sau đây, các anh chị mình tham khảo cái mô hình nhà vườn người ta trồng những cây hồ điệp thơm cũng như là những cây hồ điệp trăm hoa nha. Thì đây là một cái bức tường các anh chị. Những cây hồ điệp được cấy ghép vào những cái bản dớn như thế này và bó rêu vào. Xong nhà vườn sẽ lấy dây nhợ, dây chỉ các anh chị. Nhà vườn sẽ cột ha, cố định cái cây lan cho nó đứng. Về mặt hoa của hồ điệp thơm thì các anh chị thấy đấy ha, nó có một cái gam màu vàng đó và một cái màu xanh cớm rất là đẹp luôn. Tiếc một điều ở đây thôi các anh chị là hôm nay trời mưa quá to thì có phần ánh sáng nó không có được đẹp, không có được rõ nét cho lắm, nên em chỉ quay vội để chia sẻ cho các anh chị mình nha. Thì đây cũng là một cái mặt hoa hồ điệp thơm nữa nè. Đó, và đi dài bên đây các anh chị thấy điều đặc biệt, hồ điệp trăm hoa nó đang ra những cái vòi hoa rất là dài luôn. Vì sao nó có cái tên gọi là hồ điệp trăm hoa các anh chị? Thì mỗi cần hoa của nó khi mà nó dài ra, nó phát triển lên á, thì nó sẽ phân nhánh nữa nha. Và những cái nhánh này á, nó mang nhiều nụ và có thể là một hai cần hoa này nó cả trăm bông hoa trên đó, thì nó có cái tên gọi là hồ điệp trăm hoa nha. Về cái điểm lá của hồ điệp trăm hoa thì cũng rất là bắt mắt. Thì như các anh chị thấy ha, nó không như hồ điệp thường. Đây nó có những cái lốm đốm trên đây, nhìn rất là lạ lùng luôn. Và em chắc chắn ra một điều, có rất nhiều dòng lan các anh chị chưa bao giờ biết tới luôn. Và vùng đất Lâm Đồng này nơi chứa đựng những cái dòng lan kỳ hoa dị thảo đó nha. Đừng quên bấm follow kênh Combo 8 để đón xem những tập tiếp theo trong series Kỳ Hoa Dị Thảo tại tỉnh Lâm Đồng.